Diễn viên Hoàng Yến được biết đến là người thủ vai cô Xuyến trong bộ phim Đình Đám Về Nhà Đi Con. Cô sinh năm 1976 và lớn lên tại Hà Nội. Cô chuyên đảm nhận những vai diễn đanh đá và giang hồ. Cô sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, cả gia đình cô đều làm kinh doanh và buôn bán. Nhưng anh chị cô lại có khiếu nghệ thuật, đặc biệt là diễn xuất và ca hát. Từ nhỏ cô đam mê đọc tiểu thuyết, nên rất hiểu chuyện. Năm 18 tuổi, cô có gia đình và sự nghiệp nhưng lại dở dang. Đời chồng đầu tiên của cô là cưới vào năm 18 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân chỉ tồn tại được vài năm vì người chồng của cô có người phụ nữ khác. Sau vài năm chia tay chồng cũ, diễn viên Hoàng Yến lại bắt đầu một cuộc tình thứ hai và đi đến kết hôn. Cô có thêm một đứa con gái, nhưng Hoàng Yến lại tiếp tục trải qua những đổ vỡ về chuyện tình cảm. Lần thứ ba cô làm vợ một người đàn ông kém cô đến 8 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân đó kéo dài vỏn vẹn được 3 năm. Họ chia tay vì lý do không thể có con. Và cuối cùng là anh chàng Cao Thắng, người chồng thứ tư. Anh quyết định tấn công và nhờ sự quyết liệt và lòng nhiệt đã khiến diễn viên Hoàng Yến siêu lòng. Nhưng cuối cùng họ lại làm thủ tục ly hôn vào tháng 3 năm 2020 vừa qua. Nguyễn Tấn Kiệt sinh ngày 6 tháng 9 năm 1994 tại Thừa Thiên Huế, trong một gia đình theo Công giáo, hay còn được biết đến với nghệ danh là Gin Tuấn Kiệt. Năm 2022, anh đoạt giải nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh. Ở độ tuổi 17-18, anh bắt đầu tham gia ca hát diễn xuất khi còn là sinh viên tại khoa âm nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Đến năm 2018, sau khi học xong qua một lớp nhạc sĩ, anh tham gia chương trình Sing Me Song. Đây được xem là một trong những chương trình đưa Gin Tuấn Kiệt đến gần với khán giả hơn. Cũng trong khoảng thời gian này, anh đã tham gia vai diễn Đức Mẫn trong bộ phim Gia Đình Là Số 1. Sau khi thành công với bộ phim, anh đã bắt đầu trở nên nổi tiếng trong mắt công chúng hơn. Trong năm 2020, anh đã cho ra mắt hàng loạt ca khúc như Không Thể Yêu Ai Được Nữa, Puka và Gin Tuấn Kiệt. Cũng vướng phải tin đồn hẹn hò đã nhiều năm nay khi thường xuyên lộ những khoảnh khắc đi ăn, đi chơi cùng nhau ngoài đời. Nhưng cả hai vẫn luôn khẳng định đó chỉ là quan hệ chị em.